Quý khán giả thân mến, nuôi dưỡng giúp các em tự tin và phát triển toàn diện khi tham gia các phong trào đội là nhiệm vụ được Hội đồng đội quận Thốt Nốt thực hiện thường xuyên. Năm học 2023-2024, Hội đồng đội quận đã tổ chức nhiều hoạt động sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi. Một sân chơi tìm hiểu về kiến thức, truyền thống dựng nước và chống giặc ngoại xâm của dân tộc, Bác Hồ kính yêu, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những bài hát ca ngợi Tổ quốc Việt Nam hay các nội dung về văn hóa lịch sử dân dân được tập hợp trong hội thi tìm hiểu kiến thức Thần đồng đất Việt năm 2024 với chủ đề Đội ta lớn lên cùng đất nước, được quận đoàn Thốt Nốt tổ chức tại trường tiểu học Thuận Hưng 2, phường Thuận Hưng vừa qua. Hội thi có sự tham gia của 50 học sinh, hầu hết các em đội viên lớp 4, lớp 5 đều khá hào hứng với hình thức thi Rung chuông vàng. Nhiều em đã chủ động tìm hiểu những kiến thức đã học và chưa học để tham dự hội thi. Thấy rất vui và phấn khởi. Dạ, những câu hỏi này liên quan tới những môn mà khoa học và lịch sử địa lý, cũng vừa sức của em tại vì em cũng đã xem về một chút rồi ạ. Hội thi này em cảm thấy rất là ý nghĩa tại vì nó có thể giúp chúng em tìm hiểu thêm kiến thức mới nè, giúp các em giao lưu học tập. Em muốn những hội thi như thế này được tiếp tục nhân rộng và tiếp tục tổ chức cho em và các bạn khác cùng nhau giao lưu học tập. Để đội viên học sinh phát triển toàn diện khi tham gia các phong trào đội, năm học 2023-2024, Hội đồng đội quận Thốt Nốt đã triển khai nhiều hoạt động sân chơi bổ ích như phối hợp tổ chức chương trình điện ảnh trong mắt trẻ thơ, hội thi tiếng hát măng non với chủ đề Nhớ ơn Thầy Cô, triển khai cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam Cuba thắm tình đoàn kết, chương trình ngày hội đọc sách dân dân. Thông qua các hoạt động đã thu hút hàng trăm lượt thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Để thực hiện tháng hành động vì trẻ em cũng như là chào mừng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch tổ chức rất là nhiều hoạt động, ví dụ như là ngày hội thiếu nhi với các cái hoạt động để cho các em thi đua với nhau, lắp ghép, sáng tạo các cái mô hình ngôi nhà mơ ước, rồi các em thi với nhau là nhảy hiện đại, nét đẹp đội viên, rồi bên cạnh đó thì các em cũng sẽ được thưởng thức cái chương trình văn nghệ thật là đặc sắc. Bên cạnh đó thì các em cũng sẽ được tham gia diễn đàn để mà đối thoại với các cô chú lãnh đạo, để các em sẽ bày tỏ được những cái ước muốn của mình để làm sao nhằm nâng cao cái chất lượng quan tâm giáo dục các em. Những hoạt động sân chơi bổ ích do Hội đồng đội quận triển khai không chỉ góp phần giúp các em thiếu nhi được vui chơi, tự tin và mạnh dạn tham gia các phong trào đội, mà còn góp phần tạo môi trường để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.